Em ở bên trung tâm kế toán Việt Hưng ấy. Chị cho em hỏi là có phải chị Hiền không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chị là tham gia khóa học bên em từ tháng 7 à? Dạ vâng, khoảng tầm đấy chị ạ. À dạ vâng. Chị học khóa hành chính sự nghiệp có thu đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Em hôm nay em được cô Hoa báo là chị đã hoàn thành xong khóa học ở bên em ấy. Thì chị dạ vâng, xác nhận thông tin giúp em với ạ. Dạ vâng. Trong cái quá trình mà chị tham gia học bên em ấy thì giáo viên bên em dạy chị có dễ hiểu và nhiệt tình không chị? Có chị ạ, không nhiệt tình. À dạ vâng. Thế chị học trên chứng từ thực tế hay là chị học trên giáo trình của trung tâm nhỉ? Thì em thực ra là em học chính trên chứng từ thực tế của em thôi. À dạ vâng. Chứ là không học trên chứng từ của trung tâm đúng không? Không vâng, tại vì em đang làm thực tế mà chị, thì em học chứng từ thực tế luôn. À dạ vâng. Vậy thì trong quá trình học là giáo viên bên em có vấn đề gì chị không hiểu trong cái quá trình làm việc của chị ấy thì giáo viên bên em vẫn hỗ trợ chị đúng không? Dạ vâng ạ. À dạ vâng. Vậy thì sau khi kết thúc cái khóa học ở bên em ấy, có vấn đề gì thì chị cứ liên hệ để cho giáo viên bên em hỗ trợ chị nhé. Dạ vâng, vâng ạ. Dạ vâng. Giáo trình mà có vấn đề gì hay là chị muốn cấp tài khoản vào giáo trình ấy thì cứ liên hệ để trung tâm cấp thêm để cho chị biết thêm về giáo trình của trung tâm ấy. À, có cái giáo trình đấy là tại vì thực ra là em cũng cũng mong muốn là kiểu mà có cái sách để đọc lại ấy. Tại vì em với cô cũng có một cái thời gian mà kiểu thực tế nó chính thôi. À em vâng. Em muốn là kiểu cái giáo trình thì em có cái chỗ để đọc kiểu một chút giáo trình rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Có nghĩa là chị là đang học trên chứng từ thực tế của bên chị đúng không? Còn nếu mà chị muốn biết thêm về giáo trình của trung tâm ấy thì bên em vẫn cấp cho chị thêm. À dạ vâng, được vậy thì tốt chị ạ. Để chị vâng, mà thì chị biết để ấy, chị học hỏi thêm mà thêm. Có gì thì chị bổ sung vào giáo trình của trung tâm. Ví dụ chị xem qua ấy, chị xem giáo trình như thế nào, chị muốn bổ sung thêm gì ấy thì là chị sẽ dạ vâng, ý kiến để bên em bổ sung thêm. Chị có tài khoản vào dạ giáo vâng, trình chưa? Chị có tài khoản? Em chưa có đâu ạ. À chị chưa được cấp đúng không? Vậy thì để mai dạ vâng, có gì lên em sẽ cấp thêm cho chị nhá, để chị tìm hiểu thêm. Dạ vâng, nếu như thế thì tốt, tại vì để em thỉnh thoảng có thời gian rảnh em dạ đọc vâng, lại về cái kiểu đơn vị hành chính sự nghiệp của em một chút thêm ạ. Dạ vâng, thế cứ để em dạ em cấp thêm cho chị nhá, có gì thì chị xem thêm ạ. À dạ vâng, vâng. Vâng. Thế chị cho em hỏi một chút là trước đây chị biết đến trung tâm Việt Hưng qua kênh nào ấy nhỉ? Em mò mời mình mò trên mạng với chị ạ. Chị lên trên mạng dạ, chị search ạ? Dạ vâng, em search Google các thứ ra thì sau cần thứ em thấy trung tâm mình thì em sẽ đọc những thứ gì em cũng ổn. À dạ vâng. 50-50 thôi ạ, nhưng mà thấy học thì cũng ổn, các cô nhiệt tình. Dạ vâng. Vậy thì có gì trong quá trình làm việc mà cần hỗ trợ thì cứ liên hệ để giáo viên bên em hỗ trợ chị thêm nữa. Chứ không phải là trong quá trình học, học xong bên em là thôi đâu. Vì là sau quá trình học, học viên mà làm việc ấy, có vấn đề gì thì bên em vẫn hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc. Đến bao giờ mà học viên thành thạo làm được thì thôi. Nên là dạ có vâng gì ạ, chị nên là có gì chị cứ liên hệ lại bên em nhá. Dạ vâng, vâng ạ, em dạ hiểu vâng, ạ. Dạ vâng, thế chị nghỉ ngơi đi. Vâng, em cảm ơn chị. Dạ có vâng, gì thì dạ mai thì cấp cho em cái tài khoản chị nhá. Em cũng quên. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, dạ vâng, em có số điện thoại của chị rồi. Có gì mai em cấp xong em gửi qua Zalo chị nhá. Dạ vâng ạ, vâng. Dạ vâng ạ, cảm ơn em chào chị. Chị nghỉ ngơi đi ạ. Dạ vâng ạ.